Luôn. Vâng, quý bạn thân mến, xin mời quý vị chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón hai đội bóng FC Đồng Hương, FC Sắt về tham dự lượt 1 giải đá U12 trang liệt mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Quý bạn thân mến, xin mời quý vị đến với buổi thuật trực tiếp trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên bảng A giải đá U12 trang liệt mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Cuộc chiến giữa các đội U12 Đồng Hương và đối đầu với đội bóng chủ nhà U12 Sắt là một trận đấu rất được mong chờ trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà có sự góp mặt đến từ đội bóng chủ nhà. Thế hệ U12, đây sẽ là giải đấu đầu tiên được tổ chức trên sân rộng Hoàng Huấn. Vâng, như vậy tiếng còi của trọng tài Nguyễn Đạt đã được vang lên để bắt đầu cho trận đấu đầu tiên của đội bóng chủ nhà. Pha tấn công đầu tiên không được. Ngày hôm nay thì chủ nhà ngày hôm nay họ ra quân với đội hình ở vị trí không gõ, đó là Thế Cường. Đi bóng rất hay, Hiếu bé nhỏ. Đương kim vô địch của giải U14, ô cách có tên trong đội hình của thủ FC Sắt.
Và Hiếu bé nhỏ cũng là cầu thủ duy nhất trong đội hình của U14 Giặc đã lên ngôi vô địch. Với kinh nghiệm của mình, với bản lĩnh của nhà vô địch thì chắc chắn rằng Hiếu bé nhỏ cũng sẽ đóng góp rất nhiều dành cho thủ U12 Trang Liệt khi mà họ là đội bóng chủ nhà. Đây là Lâm Phong, không được. Hôm nay chủ nhà ra quân với thủ môn Thế Cường 16, Đình Tùng 35, Đăng Phong 47, Hiếu bé nhỏ 99, Đức Phú 31, Đình Minh, rồi Tiến Duy số 8 và người đó là Hữu Phát mà áo số 17. Đội bóng chủ nhà ở mùa giải nay họ ra quân với bộ trang phục áo trắng sọc đỏ xanh, quần đỏ, và bảo vệ cũng thấy tay phải trong hiệp đấu đầu tiên này. Trận đấu đang quay phát trực tiếp trên fanpage của người chuyên lửa bóng đá phong trào Bình Viên Nguyễn Dung. Và hy vọng rằng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng bà con cô bác cũng sẽ truy cập vào fanpage của chúng tôi cùng theo dõi và chia sẻ cho trận đấu này. Qua đó có thể quảng bá hình ảnh, qua đó có thể xây dựng, cùng với chúng tôi xây dựng phong trào và đưa bóng đá của Trang Liệt rộng hơn với khu vực. Một giải đấu đầu tiên được tổ chức trên sân động Hoàng Huấn ở phường Trang Liệt, ở khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, Từ Sơn. Nguy hiểm, không vào. Phải triển khai bóng từ sân nhà, hơi mạo hiểm đến từ bóng chủ nhà. Và vừa rồi thì đã có tình huống phạt góc dành cho đội khách Đồng Hương. Ngày hôm nay họ có sự góp mặt tới một huấn luyện viên rất tài năng, đó là anh Ngô Văn Thắng. Và ngày hôm nay thì trên sân cũng có con trai của huyền thoại bóng đá Đồng Hương này. Đấy rồi, Lâm Phong không được. Rất tay và đi bóng rất tốt đến từ 47, đường truyền hơi sâu. Đó là đường truyền đến từ Hữu Dương. Còn bộ đôi huấn luyện viên của chủ nhà không ai khác, đó vẫn đang là hai ngôi sao hiện tại của bóng đá Trang Liệt, Văn Hùng. Rất nguy hiểm. Bộ đôi huấn luyện viên của thủ Trang Liệt không ai khác vẫn là hai ngôi sao của họ, Đinh Phượng và Văn Hùng. Hai huấn luyện viên vừa lên ngôi vô địch ở giải U14 ô cách mở rộng, một giải đấu mà còn khắc nghiệt hơn rất nhiều với sự góp mặt của 16 đội bóng. Còn ở thời điểm hiện tại đây cũng là một giải đấu vô cùng hấp dẫn với sự góp mặt của 8 đội bóng. Không được. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức, chính vậy ban tổ chức cũng đã phải mời hạn chế số lượng đội bóng tham dự giải đấu này để đảm bảo cho một giải đấu chất lượng nhất, hấp dẫn nhất và được chuẩn bị chỉn chu nhất. Những giải đấu đến từ Trang Liệt luôn là những giải đấu không có quá nhiều đội bóng nhưng luôn có một sự tổ chức vô cùng quy củ, chặt chẽ. Phút đầu tiên đang diễn ra với một thế trận cân bằng. Đội khách Đồng Hương cũng đang đến với sơ động, đến với giải đấu này với sự quyết tâm cực lớn. Họ mang tới một đội hình mạnh, đội hình chất lượng. Người đó là một huấn luyện viên tài năng, một người mà đã dành rất nhiều những tình cảm và thời gian dành cho bóng đá Đồng Hương ở những năm đã qua. Còn ở thế hệ U12 của Trang Liệt, chúng ta sẽ chờ đợi liệu đây có phải là một thế hệ tiềm năng không. Không vào. Rất nguy hiểm, lại là một pha bóng nguy hiểm nữa. Và lần này đó là cú dứt điểm đến từ con trai của huyền thoại bóng đá Đồng Hương, đó là cầu thủ Đình Hải. Đình Hải vừa có một cú dứt điểm trượt rất đáng tiếc từ hướng bắt bô lê.
Mà chỉ cần một sự chính xác một chút nữa thôi là bàn thắng đã dành cho đội khách rồi. Cắt bóng ngay, cơ hội phạt công, đội bật dứt điểm không vào, rất đáng tiếc. Pha dứt điểm không thành công, có lẽ là Hiếu bé nhỏ. Bóng chạm tay, vâng, tình huống bóng chạm tay rõ ràng và sẽ có đá phạt dành cho đội bóng chủ nhà. Sẽ có cơ. Đây một cơ hội tốt, cơ hội cố định đầu tiên. Và đứng trước bóng vẫn là ngôi sao bé nhỏ của đội bóng U14 và bây giờ là U12, Hiếu bé nhỏ. Phối hợp dứt điểm không vào, ý đồ là tốt nhưng Lâm Phong đã không thể dứt điểm chính xác. Vẫn là đội khách ép sát rất quyết tâm đến từ Đăng Phong. Cầu thủ mà đang có một tình hình hơi mũm mĩm một chút so với quy định. Rất cute, cute phô mai que đến từ vị trí của Đăng Phong. Bên phía cầu thủ Đồng Hương thì có một hậu vệ to cao không khác gì những cầu thủ trưởng thành. Chiều cao cầu thủ này còn cao hơn cả trọng tài. Không có gì khó khăn đối với Phan An. Cắt bóng tốt. Đây là cơ hội 3-1. Cơ hội rất đẹp. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Bất ngờ đã xảy ra. Sai lầm nơi hàng phòng ngự, một tình huống phá bóng hơi thiếu an toàn đến từ Đình Tùng. Và một pha bóng tấn công tổng lực, ba cầu thủ tấn công của Đồng Hương đã dồn lên. Và họ đã có bàn thắng. Thời gian vẫn còn rất nhiều, Lâm Phong. Hiếu bé nhỏ cần phải tự tin hơn, cần phải thể hiện được bản lĩnh. Cùng với đó là sự quyết tâm đến bóng chủ nhà rất hay. Và phối hợp 1-2 rất tốt của cầu thủ chủ nhà. Cơ hội đây rồi, Lâm Phong làm gì, Hiếu bé nhỏ không vào. Và phối hợp tốt, rất tốt, Hiếu bé nhỏ được chưa, đối mất đá theo bài mất rồi. Nếu như đó là một pha chạm bóng lại thì một cơ hội đã được mở ra rồi. Tiến Duy đã thi đấu hơi theo bài. Quý hợp vào 2-0. Sai lầm tiếp theo, và người sai lầm vẫn là đó Đình Tùng. Đình Tùng cần phải lấy lại sự bình tĩnh. Một trận đấu ra quân và họ đang chạm trán một đội bóng rất mạnh ở giải đấu này, đó là Đồng Hương, một cái nôi của bóng đá Từ Sơn. Chủ nhà đang chủ động cầm bóng, chủ động chơi bóng, nhưng họ đang nhận phải những đòn phản công sắc lẹm đến từ đội khách. Bóng đá là như vậy. Đồng Hương đang đi đấu biết người biết ta, họ Hiếu bé nhỏ. Vẫn là Hiếu bé nhỏ, rất kèo léo. Hay rồi, được chuyền, cơ hội không được. Tiến Duy một lần nữa không thể ham bóng. Trong một đường chuyền cũng là hơi khó đến từ vị trí của Hiếu bé nhỏ. Đây là Hữu Dương. Đình Tùng cần lại, cần phải bình tĩnh lại, lấy lại sự tập trung và sự tự tin hơn bao giờ hết. Điều quan trọng nhất, dứt điểm câu vào. Lại một pha dứt điểm hết sức nguy hiểm nữa. Và lần này đó là thủ áo số 20 Văn Lâm. Có tiếng còi rồi, lỗi cao chân.
Dù đây là cuộc chiến lần đầu tiên hai đội bóng gặp nhau, nhưng huấn luyện viên Ngô Văn Thắng vẫn cho thấy được kinh nghiệm và bản lĩnh của mình với một lối chơi hợp lý. Cơ hội không được, nguy hiểm, và bóng thẳng vào chân của Lâm Phong. Lâm Phong vẫn còn hơi mạo hiểm đến thủ môn bên phía đội khách. Cơ hội không tay trống, rất đẹp, không vào tuyến này, vẫn còn Lâm Phong. Hiếu bé nhỏ rất cố gắng, rất quyết liệt. Sóng gió qua rồi. Tiến Duy, vẫn là Tiến Duy. Lâm Phong đường ham bóng tốt, Hiếu bé nhỏ không được. Cần một lối chơi tập thể, cần một lối chơi bàn bật tốt hơn. Cầu thủ chúng ta cần chậm lại. Ở một thế hệ U12 này, tốc độ không cần phải quá cao, tốc độ cao sẽ rất khó cho cầu thủ có thể khống chế những trái bóng của mình. Và vật bóng rất tự tin đến từ thủ môn Văn An. Cắt bóng an toàn rồi, mở biên. Rất kỹ thuật và đi bóng hay, vẫn là đội bóng chủ nhà. Sau đó thì tình huống chọc khe lại hơi chậm, rất nỗ lực. Đây rồi, Tiến Duy. Tiến Duy không thể chiến thắng được người khổng lồ bên phía cầu thủ Đồng Hương. Vẫn còn, bóng đã đi ngoài và đá biên dành cho đội khách. Cắt bóng tốt, tình huống cắt bóng của Lâm Phong. Đây là Đức Phú. Đức Phú đứng trước một người, có lẽ là cầu thủ này đang hơi thiếu tự tin. Vẫn còn, bóng chạm tay mất rồi. Người đã để bóng chạm tay đó là Hữu Phát. Cách biệt là hai bàn, thời gian vẫn còn rất nhiều. Nếu như chủ nhà có một bàn thắng thì họ hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc lội ngược dòng. Tâm lý điều rất quan trọng. Phản công, cắt bóng tốt, đẩy bóng nào, đường chuyền hơi nhẹ. Lâm Phong rất bình tĩnh. Đây là Hữu Phát, không được. Thế Duy, Lâm Phong không vào. Dứt điểm từ xa. Một thế hệ U12 rõ ràng là còn non nớt kinh nghiệm hơn rất nhiều so với thủ U14. U14 của thủ FC sắt cứng cáp bao nhiêu thì đối với thủ U12 họ lại lỏng đến bấy nhiêu. Bản lĩnh và sự tự tin là điều mà thủ U12 còn thiếu. Hữu Phát. Rất hay, cơ hội, rất đẹp, không vào, xuyên chút nữa thì lại là cầu thủ mã số 17, đó là Đình Hải. Thay người, uống nước, vâng, xin mời hai đội bóng ra uống nước. Cool Linh Tham, Break Tham dành cho các con để uống nước, tiêm nước. Thank you.
Đây, máy đường kia kìa. Vâng, hết thời gian cooling time. Xin mời cầu thủ chúng ta tiếp tục quay trở lại. Xin mời khán giả ra tiếp tục ổn định vị trí để dõi thao. 15 phút hiệp 1 đã trôi đi. Và tỷ số đang là 2-0. Vâng, đã có thay người bên phía FC Sạt. Khi mà Đình Minh được đưa vào sân thay cho vị trí của Đình Tùng. Cắt bóng tốt, vẫn là đội bóng chủ nhà, không vượt qua được người khổng lồ. Bóng chạm tay và ngay lập tức dừng lại, rất ngây thơ. Cơ hội làm gì, dứt điểm không vào. Nỗ lực dứt điểm đến từ Tiến Duy. Vâng, xem các con thi đấu thực sự đó là một sự ngây thơ và chân thực. Thay người, vai trọng tài cho cầu thủ Đồng Hương thay người. Văn Phát. Văn Phát là cầu thủ cho sân và vào sân đó là Hữu Tâm. Cầu thủ thay người sẽ đi di chuyển ra khu vực giữa sân. Bắt tay nhau và sau đó cầu thủ ra sân và vào sân. Rất chuyên nghiệp. Đến từ Đồng Hương. Thay người thôi đã thấy cầu thủ Đồng Hương chuyên nghiệp rồi. Hữu Tâm và chạm bóng đầu tiên. Cơ hội. Lại là người khổng lồ. Rất nguy hiểm. Đây rồi, Hiếu bé nhỏ. Vẫn là bé nhỏ. Hiếu đúng là quá bé nhỏ với cái tên của mình rồi. Đứng trước người khổng lồ thì Hiếu bé nhỏ hôm nay đang thực sự lù mờ. Cơ hội, Tiến Duy. Vẫn là Duy. Đình Minh không được. Tốc độ quá tốt đến từ vị trí của cầu thủ vào số 20. Không kịp. Yếu bé nhỏ xuống biển rất hay. Đình Phát. Đình Phát kịp không. Vẫn còn. Được chuyền về tuyến đây. Không có người hỗ trợ. Những bé nhỏ đã không kịp thời lao lên để tiếp ứng. Hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà cũng không chủ động dâng lên. Họ cần phải biết cách để dâng lên, biết cách để tạo ra áp lực. Đình Phát đứng chuyền rất tốt. Trước một đối thủ rất cứng, một đối thủ rất mạnh. Được đào tạo vô cùng bài bản đến từ một huấn luyện viên tài năng. Sẽ không đơn giản dành cho đội bóng chủ nhà. Rất quyết tâm. Tiến Duy đường chuyền tốt. Trận đấu thứ hai đang diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà về chuyên môn cũng như về tốc độ đẩy cao hơn. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm ngay từ bước 1. Tình huống ngả người bắt bồ lê không thành công đến từ vị trí của Tiến Duy. Và phản công cho Đồng Hương. Xử lý gầm giày rất kỹ thuật. Rõ ràng là con trai của Ngô Văn Thắng thì đang cho thấy được sự khác biệt là như thế nào. Một trong những người có một niềm đam mê với trái bóng. Có lẽ rằng sẽ rất khó có ai có thể sánh kịp với anh. Rõ ràng với niềm đam mê này thì huấn luyện viên Ngô Văn Thắng đã có thể truyền lại cho con trai của mình rất nhiều. Còn đó có thể giúp cho Đình Hải thể hiện được những tố chất, những tài năng rất tài. Và xử lý tự tin và bình tĩnh đến từ vị trí của Lâm Phong.
rất hay. Tình huống passing tầm cao quầy giáp rất khó chịu đến từ đội khách. Họ đang không cho các thủ chủ nhà chơi bóng nhiều. Lâm Phong cũng là một cầu thủ thuộc thế hệ đã cùng thi đấu ở giải U14 đô khách. Nhưng Lâm Phong không có nhiều cơ hội. Đi bóng rất hay, Hiếu bé nhỏ, lợi thế 3-3. Dứt điểm từ xa, không vào. Rất đáng tiếc cho ngôi sao bé nhỏ này. Suýt chút nữa thì ngôi sao này đã tạo ra được một siêu phẩm. Lỗi rồi. Lỗi đến từ vị trí của Hữu Phát. Đấm bóng tốt. Đội hình hiện tại U12 chỉ có hai cầu thủ duy nhất, đó là Hiếu bé nhỏ cùng với Lâm Phong. Hai cầu thủ cũng đã từng được sống trong những khoảnh khắc cùng thế hệ U14 ở giải đấu ô cách vừa qua. Thay người thì báo với trọng tài bàn ạ. Và khi mà trọng tài bàn thông báo thì trọng tài thay người. Và như vậy là các thủ đồng hương tiếp tục có sự người Văn Lâm. Cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu này ra sân và vào sân, đó là Hữu Phương. Rất kỹ thuật nhưng không vượt qua, đó là Lâm Phong. Và xoài bóng chính xác. Lâm Phong rất khỏe, rất quyết liệt. Thể lực đây rồi. Đình Hải rất tay. Lâm Phong và bóng an toàn. Đây là Đức Tuấn. Không được. Vẫn là Đồng Hương, Đức Chuyên, nguy hiểm. Phá bóng an toàn rồi. Hữu Nam đang lên cao. Hữu Nam đang đẩy khá cao. Đường một rất tốt. Vẫn là đội khách. Mất bóng rồi, Lâm Phong. Không được. Không phải, đó là pha xử lý đến từ Hữu Phát. Phản công. Đây rồi, không được. Đường chuyền quá mạnh. Và Tiến Duy đã không thể tiếp bóng trong một đường chuyền vừa rồi. Cơ hội. Sai lầm lại là sai lầm nữa rồi. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Vào rồi. Bàn thắng thứ ba. Lại là một pha bóng mà hàng phòng ngự của đội bóng chủ nhà đã không thể phá bóng dứt khoát. Cách biệt là 3 bàn, thời gian vẫn còn đó là rất nhiều. Và chủ nhà cần phải đứng lên. Thất bại là một điều hết sức bình thường rồi. Nhưng vấn đề là họ cần phải đứng lên. Hiếu bé nhỏ, cơ hội, tiến rồi. Không vào, vào, vẫn không vào. Phá bóng trên vạch vôi. Không thể tin được, Tiến Duy đã không có bàn thắng trong pha bóng vừa rồi. Lâm Phong rất tốt. Đình Minh và một bóng hết sức nguy hiểm. Dứt điểm. Đây là Hiếu bé nhỏ. Không được. Rất khó khăn. Đường chuyền tốt, Đình Minh. Đường chuyền sai, mất rồi.
phải nhanh hơn, cần phải thi đấu thông minh hơn nữa. Vâng, Hữu Phát đã ra dấu thay người rồi. Nguy hiểm, rất hiểm, cao vào thay người. Đây, trọng tài cho cao thủ chủ nhà thay người, Hữu Phát. Hữu Phát vào sân. À, thì rồi Hữu Phát ra dân và vào sân, đó là Đăng Dương. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba. Đồng Hương đang thi đấu rất bản lĩnh và xuất sắc. Họ đang thi đấu cứ thể như là họ là đội bóng chủ nhà vậy. Rất tự tin. Sự tự tin là điều mà đội bóng chủ nhà đang còn thiếu ở trận đấu này. Vâng, đúng lúc này thì tiếng còi của hiệp 1 đã vang lên. Hiệp 1 khép lại, đội khách đang tạm thời dẫn trước đội bóng chủ nhà với cách biệt là 3 bàn. Một hiệp 1 mà đội khách đã thi đấu biết người biết ta, họ đã tận dụng 3 sai lầm của đối phương và trừng phạt với 3 bàn thắng. Vâng, xin mời quý vị nghỉ trong ít phút được ra chuẩn bị quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu này.
một hiệp, hiệp một là một hiệp mà đội khách đã tận dụng quá tốt những sai lầm của đối phương. Ngay thì rõ ràng Đồng Hương cũng đã có một đội hình vô cùng chất lượng. Thằng đối với U trẻ thì không phải là U nào cũng có thể mạnh được. U14 của Trang Liệt rất mạnh, nhưng U12 thì không thể giống được. Mỗi lứa tuổi nó lại có một trình độ khác nhau. Đương nhiên thời gian dài vẫn còn phía trước. Và với cầu thủ trẻ này thì họ vẫn có rất nhiều thời gian để có thể phát triển ở trong tương lai. Và đôi khi thất bại nó lại làm cho cầu thủ chúng ta có thể có thêm những động lực và những bài học để giúp họ có thể trưởng thành hơn. Mọi người xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với buổi tập trực tiếp hiệp 2, cuộc chiến giữa cầu thủ chủ nhà FC Sạt đối đầu với Đồng Hương. Hiệp 1 khép lại thì chủ nhà đang bị dẫn trước với cách biệt là 3 bàn. Xét mặt thể chất và thể hình đơn giản thôi, khía cạnh hai khía cạnh này cầu thủ Đồng Hương đã cho thấy sự vượt trội. Đối với bóng đá nhì đó là hai yếu tố rất quan trọng, cùng đó là kỹ năng, đam mê và sự đầu tư. Cơ hội, tình huống phối hợp phải nói là đầy tự tin và tốc độ đến từ cầu thủ Đồng Hương rất kỹ thuật. Pha đi bóng không khác gì những cầu thủ có kỹ năng trưởng thành cả. Con trai của Ngô Thắng vẫn là một cái gì đó rất khác biệt so với phần còn lại. Huấn luyện Ngô Thắng đã mang một bản hợp đồng ngoại quốc rất khủng khiếp. Một cầu thủ trưởng thành thi đấu với lại nhi đồng vậy ra là rất khó khăn. Đấy rồi, quá tốt. Hiếu bé nhỏ rút xa vào. Cuối cùng thì Hiếu bé nhỏ đã có được siêu phẩm cho riêng mình sau cú sút thứ hai của anh. Hiệp một Hiếu bé nhỏ đã thiếu đi may mắn khi mà bóng đã tìm trúng sắc găng. Nhưng hiệp hai cú sút này thì may mắn đã thuộc về Hiếu bé nhỏ rồi. 1-3 cách biệt được rút ngắn xuống còn 2 bàn. Chờ coi. Con trai của Ngô Thắng vẫn đang rất khẩn trương. Một cầu thủ nhỏ con nhưng đây là một cầu thủ có lẽ được ăn tập rất bài bản. Không được. Phản công. Vẫn là chủ nhà. Xoài bóng rất quyết liệt đến từ vị trí của đó là Đình Hải. Theo rất rát đến từ nguy hiểm. Cơ hội rất đẹp. Cơ vào. Và bóng lập bập và bóng này ra những cú dứt điểm nó đi không trúng đích. Chủ nhà đang thi đấu sáng hơn ở trong hiệp 2 này. Họ đang tự tin hơn. Và đương nhiên là cần phải hạn chế những sai lầm. Lâm Phong cần phải chỉ đạo đội hình tốt hơn ở nơi hàng phòng ngự. Theo thuật sát. Rất hay, đây rồi, cơ hội phản công. Được chuyền, Đăng Dương. Được chuyền hơi khó rồi. Lôi. Bóng đá thì mọi chuyện nó đều có thể xảy ra. Chúng ta cần phải có niềm tin. Niềm tin là một điều rất quan trọng. Và cùng với đó là một sự quyết tâm cống hiến thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đó là điều rất quan trọng để giúp cho các cầu thủ có thể vượt qua là chính mình. Lỗi rồi, một tình huống tác động từ phía sau đến từ màn số 9 đó là Đức Tuấn. Hiệp 2 Đồng Hương cũng tiếp tục có sự đổi người khi mà Hữu Phương ra sân và vào sân là Hữu Hải.
hy vọng là hãy ít những sự chỉ đạo đi thì sẽ cho cầu thủ chúng ta đỡ bị rối. Trên sân đã có huấn luyện viên, và nếu như các khán giả chúng ta tiếp tục chỉ đạo thì sẽ rất khó cầu thủ nhí. Nguyễn cầu vào, cú đấm bóng tốt. Cần phải phá bóng thật an toàn. Cắt bóng tốt. Vẫn là cầu thủ Đồng Hương. Đi bóng rất hay nhưng không vượt qua được hòn đá tảng lâm phòng. Hiếu bé nhỏ, đường mở yên không được. Phải chọc khe nó là hơi khó dành cho vị trí của Tiến Duy. Đường chuyền dành cho Đình Minh có lẽ hợp lý hơn trong pha bóng này. Đồng Hương đang chủ động chơi bóng dài. Họ chủ động chơi bóng dài để hạn chế những sai lầm. Sẽ là nhường lại thế trận cho bóng chủ nhà và chờ cơ hội phản công. Một lối chơi rình rập quá khó. Làm thế nào để vượt qua được hòn đá tảng? Một ngoại binh của thủ Đồng Hương này là rất khó đây. Thủ cao tới trên 1m7 khi mà mới 12 tuổi rồi. Không khác gì những ngoại binh đến từ phương Tây. Nguy hiểm, cần phải phá bóng an toàn hơn. Thế Cường, thủ môn Thế Cường đã không thể có những kỹ năng giống như kiểu Công Huy của thủ U14. Một trong thủ môn rất bản lĩnh của U14 với những kỹ năng và bản lĩnh của mình. Nhưng đây là còn thiếu của Thế Cường. Điều mà chắc chắn là Thế Cường sẽ phải đấm bóng tốt. Đây rồi, cơ hội phản công. Phải chạm bóng. Cần phải chắc chắn hơn và chính xác hơn. Rất kỹ thuật. Quá hay, Đinh Hải vượt qua ba cầu thủ đối phương. Đinh Hải, cơ hội cầu vào. Kẹp bóng rồi. Cầu thủ số 7 đã kẹp bóng rồi. Sẽ phải nhắc nhở rồi. Các con thì cũng chưa biết nhiều. Trọng tài sẽ phải nhắc nhở đối với cầu thủ mang số 7 đó là Hữu Tâm. Tình huống mà Hữu Tâm đã kẹp bóng. Suýt chút nữa thì Đình Hải lại tạo ra một khoảnh khắc thiên tài. Một trong những thần đồng của bóng đá Đồng Hương tương lai. Cần phải lấy lại sự bình tĩnh. Đây rồi, Hiếu bé nhỏ không vượt qua được đôi chân dài cả hơn 1 mét đến từ siêu mẫu Hữu Nam. Thủ có một chiều cao không khác gì những siêu mẫu với một đôi chân dài thẳng tắp. Chiều cao lên tới hơn 1m70. Đây cũng là một trong những thần đồng đáng gờm của bóng đá Đồng Hương ở trong tương lai đây. Nếu như mà còn tiếp tục phát triển chiều cao thì hoàn toàn có thể trở thành những phiên bản Erling Haaland của tương lai. Dừng bóng, vâng, đá phạt. Đây sẽ là một cơ hội tốt, cơ hội cố định dành cho bóng chủ nhà. Đây là Lâm Phong, chéo bóng, không vào, phạt góc. Và đẩy bóng tốt đến từ thủ môn đó là Văn An. Văn An vẫn đang cho thấy một sự an toàn tuyệt đối ở vị trí khung thành với những pha đẩy bóng này. Phạt góc dành cho đội bóng chủ nhà. Chủ nhà đang dồn lên, hiệp 2 vẫn còn đó là rất nhiều. Chúng ta sẽ chờ đợi. Đội khách có những ngôi sao xuất sắc. Đánh đầu rất nguy hiểm. Pha đánh đầu không trúng đích và tiếp tục quả phạt góc thứ hai. Cần một sự bình tĩnh.
Đây là cơ hội phản công. Hữu Dương. Vẫn là Hữu Dương. Không thể vượt qua được lực vòng. Hay rồi, Tiến Duy. Qua người. Rất quyết liệt. Và vào bóng, xoài bóng không khác gì những cầu thủ chuyên nghiệp đến từ vị trí của đàng hạ Đình Hải. Vẫn là Đình Hải, tốc độ quá tốt. Cắt bóng. Hay rồi, tình huống cắt bóng hay của Lâm Phong. Vâng, con trai của anh Ngô Văn Thắng vẫn tỏ thấy cần phải theo sát cầu thủ này thôi. Để Đình Hải sổng rất hay. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Hoàn hồ tài năng đến từ Thế Cường. Thế Cường đã làm được việc rồi. Lỗi rồi. Đình Hải đã phạm lỗi. Thần đồng Đình Hải, thần đồng U10. Đây mới là cầu thủ U10 thôi. Thì rõ ràng là Đình Hải vẫn đang cho thấy sự ao trình của mình. Thi đấu ở giải U12, rõ ràng Đình Hải nguy hiểm, cần phải một tình huống đánh đầu an toàn hơn. Nếu như đó tình huống đánh đầu vào khung thành thì sẽ là rất khó. Vị trí Thế Cường. Phạt góc dành cho đội khách. Nguy hiểm. Phá bóng an toàn rồi. Hơi vội vàng. Có lẽ đó là một tình huống hơi thiếu tự tin đến từ vị trí của rất quyết liệt. Hiếu bé nhỏ rất tay xuống biên. Tiến Duy, vẫn là Duy, được chuyền vào. Hiếu cơ hội dứt điểm, chưa có khoảng trống. Ôi rồi lại Đình Hải rồi, tốc độ quá khủng khiếp nhưng không vượt qua Hiếu bé nhỏ. Cắt bóng tốt, vẫn là Hiếu. Hay rồi, Hiếu đang thực sự hơi đuối sức. Cơ hội phản công, rất kỹ thuật, về bóng công vào. Thay người, trọng tài cho thủ đồng hương thay người. Đình Hải ra sân. Vâng, con trai của huấn luyện viên đã cho sân rồi. Vào sân đó gương mặt của Văn Lâm. Làm việc, cầu vào. Cú sút rất nguy hiểm. Cú sút điểm đầu tiên của Văn Lâm khi mà Văn Lâm tiếp tục quay trở lại sân. Phía này không được. Cách biệt vẫn là hai bàn. Chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tiến Duy. Vẫn là Tiến Duy. Đây rồi cơ hội. Được chưa Tiến Duy. Dứt điểm. Không vào. Vẫn không vào. Vẫn là Duy. Không được rồi Duy ơi. May mắn đã không ngoảnh mặt. Đã không quay mặt với lại Tiến Duy. Rất đáng tiếc. Bóng đã tìm trúng cột dọc, cùng với đó là pha cản phá xuất thần đến từ Văn Hàn. Và tấn công quá hay của đội bóng chủ nhà, nhưng họ vẫn chưa có được điều mình cần. Hiếu bé nhỏ thì đang hơi xuống sức. Dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm thứ tư trong một phút vừa qua. Nhưng Tiến Duy vẫn thiếu đi sự chính xác. Phải dồn lên thôi. Cắt bóng tốt. Cố ơi! Không vào. Thay người. Và tay người, chủ nhà tay người. Đăng Dương là cầu thủ ra sân. Đăng Dương là cầu thủ ra sân, vào sân đó là Đăng Kiên. Vâng.
đang dương ra sân. Lên nào, ta phải lên xuống nhịp nhàng. Đánh đâu không được, tình huống đánh đầu trượt rất đáng tiếc. Với lợi thế sân nhà, với lợi thế khán giả nhà thì cao thủ chủ nhà đang dồn lên rất tốt. Hay rồi, nhưng không vượt qua đôi chân dài. Cơ hội yếu bé nhỏ chuyền vào, đánh đầu vào. Số là 2-3, bàn thắng đã được rút gần. Cái việc bây giờ chỉ là một bàn mà thôi. Nỗ lực tuyệt vời, sự tự tin đã quay trở lại, sức mạnh tràn về với đội bóng chủ nhà. Họ đang được tiếp thêm sức mạnh. Uống nước, vâng, nghỉ thời gian uống nước, các con ra uống nước nào. Phút thứ 15 của hiệp 2, ra còn 10 phút nữa. Rất hấp dẫn. Biết là có món quà nào không, chúng tôi cũng rất muốn thông báo để động viên tinh thần cho các con. Ở giải U14 thì đó là một kỷ lục của những nhà tài trợ dành cho thế hệ U14 rồi. Còn U12 thì chắc chắn rằng cũng sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ người dân khu phố phường Trang Liệt. Về đồng hương thay người, Hữu Dương ra sân và vào sân là sự quay trở lại của thần đồng Đình Hải. Và đồng hương tiếp tục có sự đổi người thứ hai liên tiếp. Hữu Hải rủ ra sân và vào sân đó là Đăng Khoa. Nhà thơ Mạc Đăng Khoa, nhà thơ tương lai của đồng hương. Và liệu rằng cầu thủ này có thể làm thơ trên sân bóng không, các bạn chờ đợi. Sự quay trở lại của Đình Hải, nó là một sự quay trở lại rất quan trọng. Một thần đồng U10 của đồng hương, con trai của huyền thoại Ngô Văn Thắng. Đẩy cao rất nhanh, sự tự tin quay trở lại và sự quyết tâm quay trở lại với đội bóng chủ nhà. Cắt bóng tốt, hướng cắt bóng của Đức Tuấn, hay rồi. Họ đang quây giáp, đẩy cao đội hình. Và nếu như đồng hương triển khai bóng từ sân nhà cũng sẽ rất nguy hiểm. Đây rồi, tốc độ của Đình Hải, một chiếc ferry không được. Vẫn là Đình Hải, đây mới là Đình Hải rất khéo. Dứt điểm không được, Lâm Phong đã cản phá thành công. Phạt công Tiến Duy, đường truyền hiếu bé nhỏ vẫn còn, đường truyền rất bình tĩnh. Lâm Phong, hay rồi, Tiến Duy rất quyết liệt, đá biên dành cho chủ nhà. Vâng, cần một sự chỉ đạo hết sức bình tĩnh. Hữu Kiên cần phải bình tĩnh hơn. Lùi thật nhanh, rất hay, vượt qua ba cầu thủ đối phương. Đình Hải và Lâm Phong. Lâm Phong ngã rồi, không vào. Đình Hải một lần nữa lại đi qua 3-4 cầu thủ đối phương. Và sau đó là suýt chút nữa đánh tạo ra siêu phẩm. Phản công hiếu bé nhỏ rất quyết liệt, và tranh chấp hợp lý rồi. Kịp không, vẫn còn, rất nhanh, không được, phạt góc. Cách biệt là một bàn thôi. Chủ nhà đang nỗ lực bằng tất cả 200% sức lực của mình. Chưa một đội bóng đẳng cấp, chưa một đội bóng được an tập rất bài bản. Rõ ràng là chủ nhà ngày hôm nay thực sự là đang đây rồi. Tiến Duy phản công, đi bóng qua người Tiến Duy không được.
Pha phản công rất đáng tiếc dành cho đội bóng chủ nhà. Tiến Duy cùng với lại Hiếu bé nhỏ. Phản công vẫn là chủ nhà rất quyết liệt, lại một tình huống chuyền bóng đẳng cấp nữa đến từ Đình Hải. Xoạc bóng như Wan-Bissaka. Lập vòng, Khánh Việt vẫn đang là một bàn. Và sau đây chúng tôi sẽ dành thời gian cho các nhà tài trợ cho giải bóng đá U12 của khu phố Trang Liệt lần thứ nhất năm 2022. Rồi để giải đấu chúng ta được khai sinh, để giải đấu chúng ta được diễn ra. Đừng chạm vào giáo nhá. Đừng chạm giáo con, tránh ra chứ. Vâng, không có lỗi một tình huống phá bóng và chạm tay, nó là phá bóng bình thường thôi. Bây giờ luật mới. Đấy rồi, cơ hội phản công, Hiếu bé nhỏ. Cơ hội rất quyết liệt, bắt con, chuyền vào. Không vào, không thể chuyền vào trong. Một đường chuyền hơi sâu. Chúng ta đang hướng tới vinh danh các nhà tài trợ cho giải đấu này. Một trong những điều không thể thiếu cho những giải đấu phong trào, cho những giải đấu mà những đơn vị tự phát tổ chức nên để tạo ra sân chơi tuyệt vời dành cho các con. Đầu tiên đó là câu lạc bộ Đình Bảng tài trợ 1 triệu, anh Nguyễn Văn Nhã tài trợ 300.000 đồng, các cán bộ phường tài trợ 500.000 đồng, lãnh đạo khu phố 500.000, bóng đội bóng Đông Xuất 500.000, Sơn Campbell ủng hộ toàn bộ nước uống, Sơn Động Hoàng Huấn tài trợ 500.000 đồng và câu lạc bộ 8X Sắt tài trợ 3 triệu đồng. Vâng, đó là danh sách của các nhà tài trợ cho giải bóng đá U12 Trang Liệt mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, thay mặt các đội bóng gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà tài trợ ở các đội bóng, và xin chúc cho các nhà tài trợ cùng với gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe và có một năm 2022 luôn thuận buồm xuôi gió, và chúc cho các đội bóng của chúng ta thi đấu thành công và gặt hái được nhiều những kết quả tốt trong một dịp hè này. Thời gian không còn nhiều, cơ hội không được. Vẫn là đội bóng chủ nhà rất nỗ lực. Bị dẫn 3 bàn và họ đang có 2 bàn thay người. Đội cách có thay người hữu tâm, đội thủ ra sân và vào sân đó là Quảng Lệ. Chờ con ơi. Chờ cầu thủ ra sân mới được phép vào sân nhá. Rồi chờ coi. Đề nghị các cháu nhỏ chúng ta khi mà thay người, cầu thủ ra sân thì chúng ta mới được phép vào sân. Tình huống đá biên tiếp theo, lập vòng không được, phối hợp như vậy cũng sẽ là hơi khó. Quẩy giáp rất nhanh, cơ hội không được. Đình Minh rất bình tĩnh, sâu kim thay người và đội khách có người người Đức Tuấn là thủ ra sân, ở vào sân đó là Văn Khang. Thông báo tới các thủ đồng hương là còn 2 lượt thay người, 1 lượt thay người thôi. 5 phút cuối cùng thì chỉ được phép thay tối đa 3 người. Thông báo tới ban lãnh đạo của thủ đồng hương là chỉ còn 1 sự thay người duy nhất. Lên để kéo lên,
nguy hiểm. Sút xa không được. Nhóm sút xa hơi vội vàng. Đến từ vị trí của Đình Minh. Không được. Thời gian không còn nhiều nữa. Và cách biệt nó thực sự rất mong manh rồi. Chủ nhà vẫn đang làm tất cả. Họ thi đấu như kiểu trận chung kết hiếu bé nhỏ. Rất hay. Phải tranh chấp tốt và lỗi rồi. Tình huống tranh chấp tốt của Đức Phú. Lâm Phong. Lâm Phong sẽ là cầu thủ thực hiện quả đá phạt này. Thì hình hơi tí hòn so với một hàng phòng ngự rất khổng lồ. Đặc biệt đó là sự góp mặt của ngoại binh Hữu Nam. Cầu thủ bên phía chủ nhà đứng đến nách nguy hiểm. Cơ vào. Pha cản phá quá xuất sắc. Một tình huống đánh đầu suýt chút nữa tạo ra một siêu phẩm phản lưới nhà. Đến từ hậu vệ bên phía cầu thủ. 4 phút bù giờ. Vâng, 4 phút bù giờ nỗ lực còn lại cho đội bóng chủ nhà. Vẫn là Đồng Hương. Đi bóng rất hay. Đây rồi. Không được. Đề nghị các cầu viên ai lùi lại đường biên. Rất hay, cơ hội. Được chuyền, rất đẹp. Và bàn thắng đến từ Văn Lâm. Cú đúp của Văn Lâm trong trận đấu này quá xuất sắc. Thể lực của cầu thủ Đồng Hương vẫn thực sự. Còn đối với chủ nhà họ đã nỗ lực tất cả rồi. Nền tảng thể lực cũng đang suy giảm khá nhanh nhưng họ vẫn cố gắng. Ngày thất bại cho thủ Đồng Hương đó là một điều hết sức bình thường thôi. Đồng Hương thi đấu xuất sắc hơn rất nhiều. Một đội hình đông đều, đội hình có những ngôi sao rất kinh nghiệm. Đó là Văn An. Văn An có lẽ lại định muốn ăn thẻ vàng hay sao? Đây rồi, Đình Minh. Rất quyết liệt. Phá bóng an toàn. Đình Hải. Rất tốt, đó là pha bóng của Lâm Phong. Cú đúp của Văn Lâm cũng đã có tới 3 cầu thủ có được cú đúp, có 22 bàn thắng ở giải đấu này. Trận đấu đầu tiên, Đình Hải cắt bóng tốt, phản công, đi vào ngay, hiểu bé nhỏ, cơ hội, không thể dứt điểm. Vẫn là Đình Minh, được chuyền hay, dứt điểm, không vào. Cú dứt điểm đến từ thủ mà số 31, đó là Đức Phú. Rất kỹ thuật. Dứt điểm câu vào số bao nhiêu? Thời gian 4 phút bù giờ đang trôi đi. Cắt bóng này. Thay người. Vâng, Đồng Hương có sự người cuối cùng. Quảng Lợi ra sân. Quảng Lợi ra sân và vào sân, đó là sự có mặt của Hữu Thắng. Chờ coi, vâng, thay người sẽ coi. Lâm Phong. Không được. Chủ nhà đang thi đấu căng thì họ lại để bạn Đình Hải, tốc độ quá hay của Đình Hải. Cắt bóng quá tốt. Vẫn là cao thủ đội khách, câu vào. Đình Hải rất khỏe. Vừa ngã và ngay lập tức là đứng dậy, quá tốt. Câu vào, lỗi rồi. Và vào bóng hơi nhiệt, hơi ham bóng. Vâng, khá đau. Tình huống có lẽ tác động vào mặt của thủ môn. Bên phía cao thủ chủ nhà. Cách biệt là 2 bàn. Thời gian trận đấu không còn nhiều nữa. Thể lực của Đồng Hương vẫn quá ok.
với một trận đấu đầu tiên như thế này, có lẽ là chúng tôi cũng đã có thể xác định một trong những ứng cử viên chức vô địch của giải đấu này, đó là Hù Đồng Hương. Yếu bé nhỏ, rất bình tĩnh, mất bóng rồi, yếu bé nhỏ đi vào, rất đẹp, không vào, coi không được, rất đáng tiếc. Một pha đi bóng vượt qua được người khổng lồ đến từ vị trí của Hiếu bé nhỏ, rất nỗ lực. Lâm Phong đang rất nỗ lực trong trận đấu này. Hòn đá tảng của cầu thủ FC Sật rất quyết liệt, cướp bóng không thành công, quá tự tin. Lại là Đình Hải, quá kẹo, xử lý gầm giày tuyệt vời, vượt qua ba cầu thủ đối phương, cơ hội không vào. Đình Hải vẫn tỏ ra, Đình Hải vẫn thể hiện được một trong những ngôi sao có kỹ thuật tốt nhất ở giải đấu này. Thần đồng 10 tuổi. Lâm Phong, cơ hội vào, siêu phẩm. Một pha lá vàng rơi, lúc bóng tuyệt vời, thời gian vẫn còn. Cao thủ chủ nhà cần phải nhặt bóng thật nhanh, không nhặt bóng lên, quá mệt rồi. Thay người, thay người, kiệt sức. Vâng, chờ coi, chờ coi. Như vậy là Đức Phú, Đức Phú đã thi đấu cực nhiệt trong trận đấu này, và vào sân đó là Tiến Phúc. Đức Phú đã thi đấu rất xuất sắc, có lẽ là chưa đủ cách biệt là một bàn thôi. Cách biệt chỉ còn một bàn, rất nguy hiểm, câu vào. Thời gian vẫn còn, cần phải triển khai thật nhanh. Lâm Phong, đường bóng dài, nguy hiểm, cơ hội, rất đẹp, câu vào. Đây rồi. Vâng, đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã kết thúc, chủ nhà đã không thể lội ngược dòng thành công. Nhưng đó cũng là một trận đấu vô cùng quả cảm. Vâng, xin mời hai đội bóng quay trở lại khu vực giữa sân. Vâng, Đồng Hương chiến thắng và họ như thể đã lên ngôi vô địch. Một chiến thắng vô cùng kịch tính và cảm xúc của Đồng Hương. Vâng, xin mời hai đội bóng quay trở lại vực giữa sân để chào khán giả và bắt tay nhau. Và một trận đấu hay nhất của mùa giải này và trong ngày hôm nay cho tới điểm hiện tại. Vâng, buổi tường thuật chúng tôi đến đây tiếp tục, cảm ơn hai đội bóng, cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã đến với Sôi Động Hoàng Huấn để cổ vũ cho hai đội bóng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai. Buổi sáng ngày mai vào 7 giờ sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên.